trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Aspilicueta, Marcos Llorente Moreno, Mason Mount. Đường chuyền xuất sắc. Một pha đứng bóng từ thủ môn. McElroy bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng ở chân đối phương. Bóng đã nằm gọn cho tay anh ta. Vieira. Và đó là pha tàn phá của vệ trước khi quả tạt được diện. Anh ấy nhìn rất tệ. Qua người rất hay. Tiểu ngay. Nguy hiểm. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Mason Mount, Hugh Minh Son, Tati. Và đó là một quả đánh đầu. Không được, một quả đánh đầu không tốt. Thực ra đánh đầu chính xác là một việc không dễ chút nào. Nên pha đánh đầu vừa rồi không có gì đáng trách cả. Pique, Rivaldo, Thomas Meunier, họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Đường chuyền quá thông minh. Bóng văng, mất bóng trong vòng cấm. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Sút đi. Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Một quả phạt góc rõ ràng. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Tạt bóng đi. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Hugh Minh Son, đối thủ phòng ngự rất tốt và đã mất quyền kiểm soát bóng. Kaka đã có một tình huống việt vị. Vâng, một tình huống việt vị khá rõ ràng. Có thể thấy trọng tài chính và vị trợ lý của ông ta đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Aspilicueta, Vieira. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Có thể có bàn thắng. Không được. McElroy. Có thể sẽ có thẻ vàng. Đó thật sự là một quyết định không dễ dàng cho trọng tài. Phạm lỗi rồi. Một pha xoạc bóng vụng về dẫn đến phạm lỗi. McElroy, Kaka. Tình huống lấy bóng của Aspilicueta. Marcos Llorente Moreno, Vieira. Ôi, bóng đã được giữ lại. Tôi nghĩ là trọng tài chính rất nhanh chóng đồng tình với quyết định của trợ lý trọng tài. Chính xác là như vậy. Hiển nhiên là cầu thủ đó đã bị việt vị rồi. Trọng tài đưa ra quyết định thẻ vàng. Anh ấy là một trong các trọng tài yêu thích của tôi. Tôi rất ít bỏ lỡ các trận đấu có sự xuất hiện của anh ta. Phối hợp tốt.
anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Không đều là tỷ số thua. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Mason Mount làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Tiến lên đi. Sút quá đẹp. Thủ môn không có cơ hội nào trong tình huống này. Vâng, một cú sút tầm thấp và bóng đã găm thẳng vào lưới. Thủ môn không thể đỡ được nó. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn. Bàn thắng rất đẳng cấp. Vieira. Sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Rivaldo. Và anh ấy đã lấy bóng bằng pha can thiệp rất tốt. Từ một pha tấn công khá thoáng, quả đã mất bóng về chân đối thủ. Một pha tắt bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc và sau đây là pha ném biên. Văn Toàn. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Vâng, điều này có thể thay đổi quy chế trận đấu anh Quang Tùng. Đội chiến thắng chỉ còn 10 người. Vâng, điều đặc biệt trong trận đấu này là đây. Nó rất thú vị để chúng ta xem trận đấu. Kaka. Tati. Son Heung-min. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Vào. Một trận đấu rất chặt chẽ trong ngày hôm nay, nhưng đội bóng này đã chơi thực sự tốt. Vâng, họ đã chơi rất tốt, họ có nhiều cơ hội sút bóng và họ có bàn thắng. Bình tĩnh, tốc độ tốt, dứt điểm hoàn hảo. Một pha đột phá cá nhân không thể chê vào đâu được. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Anh ấy chơi rất tốt. Apiliqueta. Có thể sẽ là một pha bật tường. Apiliqueta. Không ai ngăn cản. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Marcos Llorente Moreno. Heung-min Son. Kaka. Anh ấy không truyền hỏng bất kỳ đường truyền nào. Aaron Ramsey. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Văn Toàn. Có thể tạt bóng. Và đó sẽ là quả phát bóng lên.
Một quyết định của huấn luyện viên, anh ta quyết định dùng hết 3 quyền thay người của mình. Aaron Ramsey. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. McElroy. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã bứt bóng về chân đối thủ. Vitolo. Văn Toàn. Apili Cueta. Son Heung-min. Aaron Ramsey. Tati. Cầu bóng vào. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Vitolo. Tỷ số cuối cùng trận đấu là 2-0. Tiến lên đi. Sút. Quá đẹp. Sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Và đây là cú sút. Vào! Wow.